Rất hân hạnh xin chào các bạn cùng lời chúc trân trọng và tốt đẹp nhất. Cờ tướng Lê Kiệt hôm nay xin ra mắt tập 2 với thế cờ hy sinh liều mình của Chúa giữ vững Giang Sơn. Xin mời các bạn cùng thưởng thức, cùng tham khảo nhé. Với cục diện thế cờ, quân đen hoàn toàn lợi thế trước chiến thuật vừa phòng thủ vững chắc, vừa tấn công như vũ bão, bao vây đã đưa quân đỏ vào thế bị cô lập, tiến thoái lưỡng nan, thập tử nhất sinh. Phòng thủ song xa vững chắc, quân cờ đen có thể bẻ gãy dễ dàng hai mũi tấn công của quân cờ đỏ bằng cách dùng xe 6 tiến 1 tu binh của quân đỏ và đồng thời uy hiếp xe của quân đỏ. Xe quân đỏ nếu không thấy quân thì sẽ lui binh về phòng thủ trên phần đất nhà. Với lợi thế tấn công tam xa như vũ bão, quân cờ đen đã chiếm lĩnh và bao vây trên toàn vẹn lãnh thổ của quân cờ đỏ, và quân cờ đen chỉ đi một nước duy nhất là dùng binh 4 bình 5 chiếu hoặc dùng mã 6 thối 7 chiếu thì giờ mở đường cho pháo chiếu, thì quân cờ đỏ sẽ hoàn toàn thất thủ và thua cuộc. Để phá vỡ chiến thuật vừa phòng thủ vừa tấn công vô cùng hiểm hóc của quân cờ đen, quân cờ đỏ phải tìm mọi cách bẻ gãy các mũi tấn công tam xa có pháo yểm trợ từ xa vô cùng lợi hại để cứu vãn tình thế một bàn thua trông thấy, bằng cách dùng xe 7 thối 31 để uy hiếp pháo của quân đen ngay tận biên cương, đồng thời dùng pháo 7 bình 9 để mở đường cho pháo 8 tiến một bước chuẩn bị tiêu diệt quân đen ở tận trung cung, đồng thời dùng pháo 9 thối một bước tạo nên chiến thuật song pháo hợp bích để chuẩn bị tiêu diệt quân đen tại trung cung. Như vậy mới mong phá vỡ được chiến thuật tam xa bổ vây kinh thành của quân cờ đen. Chiến thuật tam xa là gì? Hẳn có nhiều bạn sẽ thắc mắc, vì mỗi bên quân cờ đều chỉ có 2 quân xe mà thôi, nên chúng ta thường hay dùng thuật ngữ nhất xa thập tử hàng hoặc song xa áp đảo, lưỡng xa tung hoành vân vân. Vậy lấy đâu ra chiến thuật tam xa, tứ xa và ngũ xa? Thực chất đó là các binh tốt sau khi săn xong, chúng đều biến thành là một chiến xa, tuy có bước ngắn là một, bước bình là một, rất ngắn, nhưng khi chúng kết hợp lại được với nhau và được sự hỗ trợ của các quân cờ khác, thì chúng đã trở nên thành một sức mạnh vô song, tấn công vũ bão, đạp lũy săn thành, khiến cho đối phương bạt vía kinh hoàng nếu không có chuẩn bị tốt. Chính vì thế cho nên, để phá vỡ chiến thuật tam xa với sự hỗ trợ của pháo từ xa, thì quân đỏ phải có 4 nước cờ đi liên tiếp. Như vậy điều này thật là vô lý và không thể xảy ra trong các ván cờ thi đấu, đúng không các bạn? Nhưng với chiến thuật riêng của mình, quân cờ đỏ không những bẻ gãy và vô hiệu hóa các mũi tấn công và đồng thời còn giành lại thắng lợi huy hoàng. Để các bạn không phải ngỡ ngàng, xin mời các bạn cùng vào xem trận quyết đấu của ván cờ này nhé! Trong các ván cờ cũng như các thế trận, người chơi cờ cũng như người cầm binh luôn luôn bảo vệ tướng sĩ của mình và hạn chế mọi thiệt hại hy sinh ở mức thấp nhất. Nhưng đứng trước thế vận với hai mũi tấn công vô cùng yếu ớt, trong khi kinh thành lãnh thổ biên cương bị bao vây tứ phía, khói lửa gió bụi đầy trời, vận mệnh Giang Sơn ngàn cân treo trên sợi tóc, thì việc tướng sĩ tự giác sẵn sàng hy sinh liều mình cứu Chúa giữ vững Giang Sơn ngay tận ngoài biên cương mà người chơi cờ cũng như người cầm binh không tài nào ngăn cản được. Cho nên ngay đợt phản công đầu tiên, quân cờ đỏ đã liều mình xe 7 bình 5 tiến vào trung quân chiếu tướng quân cờ đen, để quân cờ đỏ đủ thời gian chuẩn bị phản công. Bị tấn công bất ngờ nhưng đã phòng thủ tốt, quân cờ đen điều ngay sĩ 4 tiến 5 thu tiêu diệt ngay quân cờ đỏ. Sau khi đủ thời gian chuẩn bị phản công, quân cờ đỏ dùng xe 8 tiến 9 bước vào tận biên cương lãnh thổ của quân cờ đen và chiếu tướng quân cờ đen. Quân cờ đen vội vã đem sĩ 5 thối 4 để chấn giữ một cách dễ dàng, để hỗ trợ cho quân xe pháo 7 tiến 8 bước chọc thẳng xuyên suốt lãnh thổ quân cờ đen chiếu tướng. Để phá vỡ mũi tiến công của pháo binh quân phu binh, quân cờ đen đưa sĩ 4 tiến 5 vào trung cung. Để quân cờ đen trở tay không kịp, pháo 7 thối 4 bước mở đường cho xe chiếu tướng và chuẩn bị cho đợt phản công mới. Với chiến thuật phòng thủ vững chắc,
quân Cờ Đen dùng sĩ năm thối bốn về trấn thủ rất là dễ dàng. Quyết không để cho quân Cờ Đen lợi thế mãi, quân Cờ Đỏ một lần nữa liều mình hy sinh, pháo 7 bình 5 chiến thẳng trực diện với tướng của quân Cờ Đen. Quân Cờ Đen dùng ngay binh 5 tiến một bước để tiêu diệt quân pháo tận biên cương. Trước sự hy sinh anh dũng của tướng sĩ, quân Đỏ đã củng cố xong lực lượng, dùng pháo 7 tiến 9 bước vượt giang hà vào tận cùng lãnh thổ của quân Cờ Đen chiếu tướng. Do phòng thủ tốt, quân Đen điều sĩ 4 tiến 5 để tránh né một cách dễ dàng. Sau khi đợt phản công giả, pháo 7 hồi 6 bước về bảo vệ lãnh thổ và mở đường cho xe chiếu tướng. Quân Cờ Đen vẫn ung dung điều sĩ 5 thối 4 để bảo vệ một cách vững chắc và dễ dàng. Trước sự bảo vệ kinh thành quá vững chắc, quân Cờ Đỏ thay đổi chiến thuật, dùng binh 4, binh 5 tiến thẳng vào trận trung cung. Chiếu tướng quân Cờ Đen dùng chiến thuật dụ rắn ra khỏi hang. Quân Cờ Đen bạc vía kinh hồn, đành phải để tướng thân chinh, tướng 5 tiến 1 tiêu diệt quân của quân Cờ Đỏ. Rắn ra đã ra khỏi hang, thời cơ đã tới, quân Đỏ dùng pháo 7 bình 5 chiếu trực diện tướng của quân Cờ Đen. Để tránh đòn chiếu bí hiểm này, tướng 5 bình 6 ra tận biên cung để tránh né. Lúc này quân Đỏ thừa thắng xông lên, dùng chiến bả 1 tiến 3 chiếu tướng chiêu đen một đòn bí hiểm. Quân Đen kinh hoàng lúng túng hộ giá tướng 6 tiến 1 để tránh né. Không thể nhân nhượng, quân Đỏ dùng chiến mã 3 thối 5 thu binh và chiếu tướng làm siêu yếu đối phương. Trước sự phản công Vũ Bảo, quân Đen hộ giá tướng 6 thối lui một bước để tránh né. Để bẻ gãy chiến thuật phòng thủ vững chắc, quân Đỏ dùng mã 5 tiến 6 thu sĩ và chiếu tướng. Quân Đen bạc viết kinh hồn trước sự phản công liên hoàn, đành phải hộ giá tướng 6 tiến 1 bước cận biên cung để tránh né. Quân Đen chưa hết bàng hoàng, quân Đỏ dùng bồi thêm chiến mã 6 thối 5 chiếu tướng Đen một đòn chí mạng để mở đầu cho cuộc tổng tấn công giành thắng lợi. Chiến tuyến phòng thủ bị bẻ gãy, các mũi tấn công bị vô hiệu hóa, quân Đen hoảng loạn hộ giá tướng 6 thối 1 bước để tìm đường thoát thân. Trên đường chưa kịp thối lui, quân Đỏ bồi thêm một đòn phản công, dùng xe 8 thối 1 bước chiếu tướng. Chiếu tướng làm cho tướng Đen kinh hoàng té ngựa. Để cứu vãn vớt vát tình thế, quân Đen dùng sĩ 4 tiến 5 trấn giữ. Quyết không nhân nhượng, quân Đỏ dùng xe 7 bình 5 tiến thẳng vào trung cung, tiêu diệt sĩ và tấn công chiếu tướng chí mạng. Tận trung cung đã làm cho quân Đỏ Đen hoàn toàn thất thủ và giải giáp quy hàng. Như vậy, với lòng quả cảm sẵn sàng hy sinh liều mình cứu Chúa, giữ vững giang sơn, đội quân Cờ Đỏ đã hoàn toàn thắng lợi vinh quang. Ván cờ đến đây đã hết, chương trình cờ tướng Lê Kiệt đến đây cũng xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong các ván cờ, thế cờ tập sau sẽ ly kỳ và hấp dẫn hơn. Xin chào và xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Đồng thời xin trân trọng kính chúc các bạn mỗi ngày với những niềm vui, hạnh phúc, may mắn, tươi thắm, xinh tươi nhất. Các bạn thích thì like, chia sẻ và đăng ký xem, ủng hộ kênh video của tôi nhé. Sau cùng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.